Hôm nay rất là vui được ghé cho các bạn một bộ đôi đến từ Mỹ và Nhật Bản nữa. Đây là một cặp đôi ghép rất là hợp và cái mức giá cũng rất là hấp dẫn luôn. Âm ly là 8 triệu 7 và loa là 12 triệu. Đôi loa AR48 BXA mình sẽ ghép với Luckman 507. Thì các bạn nhớ nha, mình giới thiệu luôn là bên mình có bán USB ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB 800 ngàn, còn một ổ cứng là 1000 GB giá là 2 triệu. USB và ổ cứng thì đều là hàng chính hãng bảo hành 1 năm, còn nhạc bên mình thì nhạc chất lượng cao nên chép vào USB ổ cứng thì chất lượng âm thanh đều như nhau, nhưng mà ổ cứng thì nó sẽ lưu được nhiều hơn so với USB. Các bạn về cắm vào TV để phát nhạc hoặc là cắm vào những cái đầu dây mã có chức năng đọc ổ cứng. Nếu các bạn cắm vào TV để phát nhạc thì chúng ta xuất súng cáp quang qua đầu dây mã chúng ta chơi rất là hay, hoặc là người ta cắm vào máy tính, vào xe hơi. Rồi trở lại với chủ đề chính hôm nay, đầu tiên là con Luckman 507. Cái con Lê là một cái tiền đề để Luckman phát triển lên những dòng như là L507S, 507OX rồi rất nhiều, 55, 505 cũng rồi 590, 570 rất là nhiều. Thì cái con 507 này thuộc cái phân khúc bình dân. Nếu tính ra cái thời điểm ra mắt của nó thì nó vẫn là phân khúc cao cấp của Luckman, nhưng mà bây giờ thì hàng bãi rồi thì nó thuộc phân khúc bình dân nhất bạn. Chạy 4 sò nhôm và tụ nhôm rất là cho tiếng rất là mềm mại và ngọt ngào. Nó đánh được hai cặp loa nha các bạn. Đây là vô lâm ba lăng nằm chung. Bát rét này thì nó có hai cái nấm chỉnh tần số hai bên nữa. Các bạn lưu ý là nếu các bạn để ở defix á thì nó sẽ là direct đó. Nó có chức năng low bass này. Chức năng này để chúng ta chỉnh giống như là low net đó. Cần này gạt lên có nghĩa là đang mở gạt xuống là tắt nha. Đó, nên chúng ta mở loa là chúng ta gạt cần lên. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau. Điện của nó là điện 100V hàng nội địa Nhật Bản nha. Sản xuất tại Nhật Bản. Công suất là 170W. Dây loa thì các bạn ghép theo đỏ bên ngoài cùng. Đây đỏ thì đây đỏ, đen ở giữa. Đây. Rồi bây giờ mình nói đến đôi loa nha. Đây là một cặp loa dạng hiếm của AR. AR48B thì mình gặp nhiều rồi, nhưng mà 48BXA thì mình ít gặp, và 48BXA thì mình phải nói là thiết kế đẹp hơn 48B nhiều. Đây là cái lưới bằng nhựa. 48BXA thì nó làm dạng như cái khung này, nó đưa cái lưới khít vào cái khung này, nó nhô ra nhìn nó không đẹp bằng. Bát này là bát 25, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 88 và công suất là tối đa là 150W mỗi loa, 300W một cặp nha. Vân gỗ còn rất là đẹp, mượt mà. Lỗ mũi của nó làm bằng ở cái khúc trước nhìn rất là sang. Thực chất đây là cái dòng loa monitor của hãng. Các bạn thấy là monitor system. Sau này thì hãng lên cái dòng AR58 rồi 58B, 58BXY thì mấy cái dòng đó thì nó cao giá hơn. Nhưng mà mình nghĩ là cái bass 25 thì các bạn chơi trong những cái phòng khoảng 3 đến 40 mét vuông là được rồi. Còn nếu các bạn chơi những dòng kia thì bass 30 thì nó hơi dư. Còn lên AR98 thì nó lại AR98 thì mình thấy nó kén âm ly hơn nha. Còn AR48, 58 thì dễ chơi hơn. Thì cặp loa này nhắc lại các bạn là 12 triệu, còn đôi âm ly là 8 triệu 7 nha. Các bạn mua một bộ thì mình sẽ được ưu đãi rất là tốt, các bạn cứ gọi cho mình nếu như mua một bộ nha. Bạn nào đang có nhu cầu dây AV thì liên hệ mình, bên mình hiện tại đang bán dây AV Acophile một bộ là 1,1 triệu nha. Đây dây này mình đang bán này, 1,1 triệu một bộ. Rồi bây giờ mình test nhạc cho bạn nghe nha.
trong cánh tay này, bỏ hết đời trong chiếc hôn dài, để ta chìm trong hương mơ. Bên nhau ta bên nhau với những đam mê, thế ta cho nhau yêu thương gần ngày lòng cháy. Hãy đem bóng tôi ấy xuống vùng đam mê, cánh dài không lên vì vỡ trong hạnh phúc. Do từng dù những ưu phiền thành những bài ca nhắn nhau về ngày tháng ân tình với nhau. Sống tình sâu mãi trong đời là những đại dương bên vô cùng, để ta còn yêu mãi nhau. Từ thoáng mưu sương giữa khung trời, để gió đưa vào lãng quên. Hãy chìm trong cánh tay này, bỏ hết đời trong chiếc hôn dài, để ta chìm trong hương mơ. Vừa sinh cho những ân cần, trôi qua tim đầm ấm, cho xôn xao qua giấc mơ, dậy lên đôi vần thơ. Ngực trong sinh cho tim trái tim, vãn vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt, cho trăng dầm lên, cho vừa đôi chân em đến. Gió về cho lá bay.
ra đi, nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày thần sinh cho tiếng nói thương cứ dịu dàng dòng suối ngoan, cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng em mãi. Này em muôn ơi lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đây, gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần. Em muôn ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng. Với nồng nàn.